nhiều lần tìm hiểu, tác ý, phân biệt để định rõ sắc. Đoạn 17. Vì khi sắc càng trở nên xác định, càng được phân ra manh mối, càng rõ rệt đối với hành giả, thì những cấu uế chướng ngại sẽ lắng xuống, tâm trở thành trong suốt như nước đã lắng bùn. Các vô sắc pháp có sắc kia làm đối tượng sẽ tự nhiên rõ rệt. Và ý nghĩa này cũng có thể làm sáng tỏ bằng những ví dụ khác như sự ép mía, tra khảo tội nhân, luyện trâu bò, đánh cán sữa để làm bơ, vân vân. Ba cách làm cho vô sắc pháp hiện rõ. Đoạn 18. Khi hành giả đã hoàn tất sự phân biệt sắc, thì các vô sắc pháp trở nên rõ rệt qua một trong ba phương tiện là xúc, thọ và thức như thế nào? Đoạn 19. 1. A. Khi vị ấy phân biệt bốn giới theo cách địa giới có đặc tính cứng, chương 11, đoạn 93, xúc trở nên rõ rệt cho vị ấy, kể như cạn đầu. Rồi thọ tương ưng là thọ uẩn, tưởng tương ưng là tưởng uẩn, tư và xúc tương ưng là hành uẩn, và thức tương ưng là thức uẩn. B. Cũng vậy, khi hành giả phân biệt như sau: trong tóc, chính địa giới có tánh cứng, trong hơi thở vô ra, địa giới có tánh cứng, chương 11, đoạn 31, xúc trở nên rõ rệt, kể như chặn đầu, rồi thọ tương ưng là thọ uẩn, tưởng, vân vân, thức tương ưng là thức uẩn. Đấy là cách làm vô sắc pháp trở nên rõ rệt nhờ xúc. Đoạn 20. 2. A. Với một người khác phân biệt bốn đại chủng theo cách địa giới có đặc tính cứng, thọ có địa giới ấy làm đối tượng và cảm nhận kích thích của nó, ví dụ dễ chịu, vân vân, trở nên rõ rệt là thọ uẩn, tưởng tương ưng là tưởng uẩn, xúc và tư tương ưng là hành uẩn, và thức tương ưng là thức uẩn. B. Cũng vậy, với một người phân biệt chúng như sau: trong tóc, chính địa giới có đặc tính cứng, vân vân, trong hơi thở vô ra, chính địa giới có đặc tính cứng, thọ có địa giới ấy làm đối tượng và cảm nhận kích thích của địa giới trở nên rõ rệt là thọ uẩn và thức tương là thức uẩn. Đây là cách vô sắc pháp trở nên rõ rệt qua thọ. Đoạn 21. 3A. Với một người khác phân biệt bốn đại chủng như sau: địa giới có đặc tính cứng, cái thức nhận ra đối tượng trở nên hiển nhiên là thức uẩn, thọ tương ưng là thọ uẩn, tưởng tương ưng là tưởng uẩn, xúc và tư tương ưng là hành uẩn. B. Cũng vậy, với người phân biệt chúng như sau: trong tóc, chính địa đại có tính cứng, vân vân, trong hơi thở vô ra, chính đại có tính cứng, thức nhận ra đối tượng trở nên hiển nhiên là thức uẩn, vân vân, xúc và tư tương ưng là hành uẩn, thức tương ưng là thức uẩn. Đây là vô sắc trở nên rõ rệt nhờ thức. Đoạn 22. Trong cách phân biệt sắc thành 42 khía cạnh khởi từ tóc, xem đoạn 6, hoặc phân biệt theo cách vừa kể, hoặc theo phương pháp trong tóc do nghiệp sanh, chính địa giới có tánh cứng, cũng như trong cách phân biệt sắc thành mắt, vân vân, 18 giới, nhờ bốn đại chủng trong mỗi món, sự giải thích cần thực hiện bằng cách vạch ra tất cả những khác nhau trong mỗi phương pháp. Đoạn 23. Chỉ khi nào hành giả đã hoàn toàn nắm vững sự phân biệt sắc theo cách ấy, vô sắc mới hiện rõ ở ba khía cạnh. Bởi thế, vị ấy chỉ nên bắt tay vào công việc phân định vô sắc khi đã hoàn tất về phân biệt sắc pháp, không cách nào khác hơn. Nếu vị ấy rời bỏ phân biệt sắc thì mới chỉ một hai sắc pháp hiện rõ để khởi sự phân biệt vô sắc, thì vị ấy sẽ rơi khỏi đề mục thiền, như con bò cái đã nói ở phần mô tả biến xứ đất, chương 4, đoạn 130. Nhưng nếu hành giả khởi sự phân biệt vô sắc sau khi đã hoàn toàn bảo đảm về phân biệt sắc, thì đề mục thiền sẽ đi đến chỗ thành tựu, tăng trưởng, viên mãn. Không có con người ở ngoài danh sắc. Đoạn 24. Hành giả phân biệt bốn vô sắc uẩn đã trở nên rõ rệt qua xúc, vân vân, là danh và đối tượng của chúng, tức bốn đại và sắc,
do bốn đại tạo là sắc. Vậy như người dùng dao mở hộp, như người tách một trái cao làm đôi, vì ấy phân biệt tất cả pháp thuộc ba cõi, 18 giới, 12 xứ, 5 uẩn, theo hai đường là danh và sắc. Và kết luận rằng ngoài danh sắc không có một cái gì gọi là cái ngã hay con người, chư thiên hay phạm thiên. Đoạn 25. Sau khi phân biệt danh sắc theo thật tánh của nó như vậy, hành giả để từ bỏ quan niệm thế tục về ngã nhân một cách triệt để, để vượt qua tình trạng mê mờ về chúng sanh và để an lập tâm trên bình diện không mê mờ, hành giả kiểm lại cho chắc ăn chẳng ý nghĩa chỉ có danh sắc không có ngã nhân quả có được kinh điển xác chứng, vì điều này đã được nói trong kinh Tương Ưng. Như bộ phận quy tụ tên xe được nói lên, cũng vậy quẩn quy tụ thông tục gọi chúng sanh. S1-135. Đoạn 26. Lại nữa, điều này được nói cũng như khi một khoảng không gian được bao bọc bằng gỗ, dây leo, cỏ, đất sét thì có ra danh từ nhà. Cũng thế, khi một khoảng không gian được vây kín bằng xương, gân, thịt, da thì có ra danh từ sắc. M1-190. Đoạn 27. Lại có nói, chỉ có khổ sanh, khổ tồn tại, khổ diệt, ngoài khổ không gì sanh, ngoài khổ không gì diệt. S1-135. Đoạn 28. Như vậy, trong nhiều trăm bản kinh, chỉ có danh sắc được thuyết minh, không phải một cái ngã, một con người. Bởi thế, như khi những thành phần như trục, bánh xe, khung, vàng, vân vân được xếp đặt theo cách nào đó, thì có ra danh từ thông dụng là xe. Nhưng theo ý nghĩa tuyệt đối, khi mỗi phần tử được xem xét thì không có xe. Cũng vậy, khi có năm uẩn kể như đối tượng chấp thủ, thì có ra danh từ thông dụng là chúng sanh, ngã. Nhưng theo nghĩa tuyệt đối, khi mỗi phần tử được xét đến, thì không có một tự ngã nào làm căn cứ cho giả thuyết tôi hoặc tôi là. Theo nghĩa tối hậu, chỉ có danh sắc, cái thấy của người thấy như vậy gọi là chánh kiến. Đoạn 29. Nhưng khi một người chối bỏ cách thấy đúng này mà cho rằng có một cái ngã hiện hữu, thì người ấy phải kết luận ngã ấy sẽ đoạn diệt hoặc sẽ không đoạn diệt. Nếu y kết luận rằng nó không đi đến đoạn diệt thì rơi vào thường kiến. Nếu y kết luận ngã ấy đi đến đoạn diệt thì rơi vào đoạn kiến. Tại sao? Vì sự quyết đoán ấy loại trừ mọi biến chuyển tuần tự như sự biến chuyển của sữa thành bán sữa. Vậy người ấy hoặc bất cập mà kết luận rằng ngã ấy là thường, hoặc thái quá mà kết luận ngã ấy là đoạn. Đoạn 30. Do đó, Đức Thế Tôn dạy, có hai loại kiến chấp, này các tỷ kheo. Và khi chư thiên và loài người bị các kiến chấp ấy ám ảnh, thì một số bất cập còn một số thái quá. Chỉ có người có mắt mới trông thấy thế nào là bất cập. Chư thiên và nhân loại ưa thích hữu, thích thú trong hữu, ái lạc hữu, vân vân. Khi pháp được giảng dạy cho chúng để chấm dứt hữu, thì tâm chúng không thâm nhập pháp ấy, không được an lập, vững vàng, quyết định, đó là hạng bất cập. Và thế nào là thái quá? Một số thì hổ thẹn, chán nản, sỉ nhục vì hữu này, chúng quan tâm đến phi hữu như sau. Chư hiền, khi nào cùng với sự tan rã của thân này, tự ngã đoạn diệt, cắt đứt, không còn sanh lại sau khi chết, thì đấy là an lạc thù thắng, chân thật. Như thế là những người thái quá. Và thế nào là người thấy rõ với con mắt? Ở đây, một tỷ kheo thấy hữu là hữu. Sau khi thấy như vậy, vị ấy đi vào đạo lộ ly tham, tịch diệt đối với hữu, đấy là người thấy rõ với con mắt. ET 43 DS 1-159. Đoạn 31. Bởi thế, cũng như một hình nhân là trống rỗng, không tự ngã, không có tò mò, đi đứng chỉ nhờ gỗ và dây vật, nhưng lại có vẻ như có tò mò, quan tâm. Cũng vậy, danh sắc này trống rỗng, không ngã, không tò mò, và trong khi nó đi đứng chỉ nhờ sự phối hợp hai thứ danh và sắc, nó có vẻ như có sự tò mò, quan tâm. Đây là cách quan sát.
Do đó cổ đức nói, danh và sắc thực có ở đây, nhưng không có con người nào cả, vì nó trống rỗng và được tạo ra như một hình nhân, chỉ là khổ chồng chất như cỏ và cọng củi. Danh sắc lệ thuộc lẫn nhau. Đoạn 32. Và điều này cần được giải thích không chỉ bằng ví dụ hình nhân, mà còn bằng những ẩn dụ bó lao, vân vân. Cũng như khi hai cụm lao tựa vào nhau, cụm này làm chỗ tựa vững chắc cho cụm kia, và khi cụm này đổ thì cụm kia đổ. Cũng thế trong ngũ uẩn hữu, danh sắc sanh khởi lệ thuộc lẫn nhau, phần này làm chỗ nương và củng cố cho phần kia, và khi một phần rơi xuống do cái chết thì phần kia cũng sụp đổ. Do đó nói, danh và sắc sanh đôi, cái này đỡ cái kia, khi một cái tan trả, cả hai cùng tan trả, do hổ tương duyên tánh. Đoạn 33. Và cũng như khi tiếng sanh ra có chỗ y cứ là trống do dùa đánh, trống khác, tiếng khác, không lẫn lộn, trống không tiếng, tiếng không trống. Cũng thế khi tâm sanh có chỗ nương là sắc, được gọi là thân sở y, căn môn và đối tượng, thì khi ấy danh là một, sắc là một, danh, sắc không lẫn lộn với nhau. Danh không có sắc, sắc không có danh. Nhưng danh, tâm, sanh do sắc, như tiếng sanh do trống, do đó cổ đức dạy. Năm thứ y cứ vào xúc không đến từ con mắt, hay từ sắc, hay một cái gì ở giữa. Do một nguyên nhân nó sanh ra, thành hình, như tiếng sanh từ trống bị đánh. Năm thứ y cứ vào xúc không đến từ lỗ tai, hoặc từ tiếng, hoặc từ một cái ở giữa, do một nguyên nhân, vân vân. Năm thứ y cứ vào xúc không đến từ lỗ mũi, hay từ mùi, hay một cái gì ở giữa, do một nguyên nhân, vân vân. Năm thứ y cứ vào xúc không đến từ lưỡi, hay từ vị, hay cái gì ở giữa, do một nguyên nhân, vân vân. Năm thứ y cứ vào xúc không đến từ thân, hay từ xúc, hay cái gì ở giữa, do một nguyên nhân, vân vân. Khi được tạo thành, nó không do sắc xứ, cũng không do pháp xứ, do một nguyên nhân nó sanh ra và được thành hình, cũng như tiếng xuất phát từ trống bị đánh. Đoạn 34. Lại nữa, danh không có quyền năng hữu hiệu, không thể tự sanh, nó không ăn uống nói năng đi đứng nằm ngồi, và sắc cũng không có năng lực hữu hiệu, không thể tự sanh, vì nó không có cái ý muốn ăn uống nói đi đứng nằm ngồi. Nhưng khi y cứ vào sắc thì tâm sanh, y cứ vào tâm sắc sanh. Khi danh có ý muốn ăn uống nói đi đứng nằm ngồi thì chính sắc làm các việc ấy. Đoạn 35. Ví như một người mù từ sơ sanh và một người què muốn đi đến một nơi nào đó, anh mù bảo, này, tôi có thể làm việc bằng đôi chân nhưng không có mắt để thấy đường. Anh què bảo, tôi có thể làm việc bằng con mắt nhưng không có chân để đi. Người mù vui vẻ bảo anh què leo lên vai, ngồi trên lưng người mù, anh què hướng dẫn, bỏ trái, qua phải, bỏ phải, quẹo trái, vân vân. Đoạn 36. Do đó nói, chúng không sanh do tự lực hay tự duy trì bằng năng lực của mình, nhưng nhờ nương vào các pháp khác, những pháp cũng yếu kém sở tạo như chúng mà các pháp này sanh ra. Chúng được sanh do duyên cái khác, y tha, được khơi dậy bởi cái khác làm đối tượng. Chúng được phát sinh do đối tượng và duyên, và mỗi thứ đều sanh do cái khác với nó. Ví như người nương vào thuyền bè để vượt biển, cũng vậy danh thân, tâm cần sắc thân để sanh, như thuyền lệ thuộc người để vượt qua biển lớn, thân vật lý lệ thuộc, thân tâm lý để sanh. Chúng phụ thuộc lẫn nhau, thuyền và người đi biển, cũng thế danh và sắc, hai thứ lệ thuộc nhau. Đoạn 37. Sự thấy đúng danh và sắc như vậy, một sự thấy đã được an lập trên sự không mê mờ cho đã vượt qua ngã tưởng. Sau khi phân biệt danh sắc bằng những phương pháp nói trên, sự thấy đúng ấy gọi là kiến thanh tịnh, cũng gọi là phân biệt danh sắc, cũng gọi là định giới các thành. Chương 18 này mô tả kiến thanh tịnh trong luận về tu tập tuệ thuộc thanh tịnh đạo,
được soạn thảo vì mục đích làm hoan hỷ những người lành.